quý khán giả, mình đang có mặt tại khách sạn Hyatt Regency, nơi mà các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan họ sẽ đóng quân tại đây để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà Việt Nam vào ngày 13 tháng 1 ở chung kết lượt đi của AFF Cup. Hy vọng rằng là một chút nữa mình sẽ mang đến cho quý khán giả thêm nhiều thông tin thú vị về đội tuyển Thái Lan. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi thôi. Lúc này thì chúng ta cũng đã nghe tiếng xe dẫn đường chở các thành viên của đội tuyển Thái Lan. Lúc này thì chiếc xe chở các thành viên của đội tuyển Thái Lan cũng đã đến nơi rồi cả nhà. Một xe chở các thành viên của đội tuyển và hai xe chở đồ. Các cầu thủ Thái Lan có vẻ hơi ngượng ngùng một chút khi mà họ lập tức kéo rèm trên đầu xe, chính là huấn luyện viên Mano Polking. Như vậy là bây giờ cũng đã là 20 giờ 40 phút, các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan hạ cánh hơn 6 giờ. Tuy nhiên là phải đến bây giờ thì họ mới di chuyển về tới khách sạn. Chúng ta có thể thấy các thành viên của đội tuyển Thái Lan họ gửi lời chào đến những người bạn Việt Nam. Khoảng 5 người có mặt đây là ok. Đây là Thiraton Bun Mathan đây ạ. Trong khi đó thì huấn luyện viên Mano Polking, ông vẫn đang ngồi ở trên xe, chưa di chuyển xuống. Sarac Yuyen, ngôi sao của hàng tiền vệ đội tuyển Thái Lan, và người đi cuối cùng trên xe là huấn luyện viên trưởng ông Mano Polking, giống như huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhà cầm quân của đội tuyển Thái Lan là người luôn xuống sau cùng, sau khi mà xe đã hết các thành viên của đội tuyển Thái Lan. Bây giờ thì các thành viên của đội tuyển Thái Lan họ sẽ di chuyển vào trong khách sạn để làm thủ tục. Việt Nam thì cũng đang chào Thái Lan. Thái Lan anh Polking cũng là một người đã làm việc cùng Thái Lan rất lâu rồi. Nên là đã hợp với quen với ngay sau khi mà di chuyển vào phía trong khách sạn thì toàn bộ các
cầu thủ Thái Lan họ đã lập tức đi lên thang máy. Chỉ còn huấn luyện viên Manu Pulking thì ở lại để trò chuyện cùng với đại diện của khách sạn. Nếu như mình quan sát không nhầm thì các thành viên của đội tuyển Thái Lan họ đã di chuyển vào khu vực nhà ăn. Ok rồi, quan sát xong các thành viên của đội tuyển Thái Lan thì bây giờ chúng ta sẽ chú ý đến chiếc xe chở toàn bộ hành lý của đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay. Hành lý đã được sắp sẵn ở đây. Đây chính là hành lý của các cầu thủ Thái Lan. Cách chia rất là hợp lý, đó là các cầu thủ Thái Lan sẽ mang hành lý cá nhân. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 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 Có lẽ là các cầu thủ của Thái Lan cũng đã khá mệt mỏi sau một cái hành trình vất vả và chính vì vậy mà họ đã quyết định là đi vào trong ăn tối. Trong khi đó thì hành lý thì vẫn để ở bên ngoài, để một chút nữa thì di chuyển và sau đó thì từng cầu thủ sẽ nhận hành lý của mình và di chuyển lên phòng để nghỉ ngơi. Cùng cool, du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá. Sưu tập thẻ cool, đổi quà cực cool. Săn ngay thẻ khám phá, có trong mỗi lốc sữa cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá, đổi ngay một gối siêu cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu cool, nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu cool. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu má thuật. Thu thập được 12 thẻ cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ cool vậy thôi các bạn ơi!